Thưa quý vị và các bạn, vào những dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng tài chính cá nhân tăng cao, nhiều người tìm đến các tổ chức tài chính cá nhân để vay tiền. Tuy nhiên, đến hẹn, do lãi suất quá cao, nhiều người không có khả năng chi trả nợ. Và lúc này, các chủ nợ đã cho người khủng bố, gây sức ép tinh thần bằng hình thức ném chất bẩn hoặc đập phá tài sản. Đây là hình ảnh trích xuất từ camera, ghi lại một nhóm đối tượng có hành vi đập phá tài sản vào tối ngày 17 tháng 11 năm 2017 tại một quán ăn trên phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, để uy hiếp tinh thần, nhóm đối tượng này còn nhiều lần sử dụng hình thức ném mắm tôm. Tất cả nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ việc chủ quán ăn vay của nhóm đối tượng này số tiền là 50 triệu đồng và không có khả năng thanh toán. Vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cũng bắt giữ ổ nhóm thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà con nợ để đòi tiền do Nguyễn Quốc Anh cầm đầu. Đây là đối tượng chuyên cho vay với lãi suất cao, 1.000 đồng 1 triệu trên một ngày. Khi con nợ không có khả năng chi trả số nợ, lập tức Quốc Anh sẽ sai đàn em đến ném dầu liên trộn mắm tôm vào nhà đối phương. Hôm đấy đến nhà người ta lượn tiền thì em có đến nhưng mà không gặp ai nên là em có bảo Việt qua ném chất bẩn buổi tối hôm đấy. Phương thức các đối tượng mà thường sử dụng đổ chất bẩn là chúng đi xe máy không biển, đèo 2, đèo 3 và thường là đổ vào ban đêm. Tầm độ từ 12 giờ cho đến 4-5 giờ sáng khi mà người dân đang ngủ thì chúng sẽ vào đổ chất bẩn rồi đeo khẩu trang rồi là đi xe máy không biển kiểm soát và các đối tượng này thì sẽ rút khỏi hiện trường rất nhanh. Cho nên quá trình điều tra chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn nhất định. Trong thời gian cuối năm, những câu chuyện mâu thuẫn trong vấn đề vay nợ cá nhân dẫn đến việc các đối tượng sử dụng chất thải, chất bẩn ném vào nhà đối phương diễn ra phổ biến với tình tiết phức tạp. Trong khi đó, công tác xử lý các đối tượng vi phạm lại gặp rất nhiều khó khăn. Theo quy định của pháp luật hiện nay về việc mà xử lý các đối tượng này thì chỉ có thể xử lý được cái vi phạm hành chính trong quy định trong cái nghị định 167 liên quan đến cái lĩnh vực an ninh trật tự. Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo trong trường hợp người dân bị uy hiếp bằng hình thức đổ chất bẩn, chất thải hoặc hủy hoại tài sản cần thông báo ngay cho công an cơ sở để tiến hành khám nghiệm hiện trường, định giá tài sản thiệt hại. Đây là tình tiết quan trọng, hỗ trợ cơ quan chức năng trong việc căn cứ xác định đúng mức độ phạm tội của các đối tượng vi phạm.